Cộng đồng crypto hướng mắt về cuộc họp ngày 23 tháng 9 của Bộ Tài chính Mỹ, xét giáng đòn công kích xuống Ethereum hậu Demos. Bitcoin bỏ xa vàng và bất động sản. Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha gia nhập vào Metaverse của Decentraland. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Hội đồng giám sát ổn định tài chính do Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen làm chủ tịch sẽ họp vào ngày 23 tháng 9 để làm việc về những lỗ hổng quy định đối với tài sản kỹ thuật số và những rủi ro tiềm ẩn do chúng gây ra. Báo cáo từ nhóm các cơ quan quản lý Hoa Kỳ là phần cuối cùng trong khuôn khổ rộng hơn từ chính quyền Biden, đại diện cho nỗ lực đầu tiên nhằm hài hòa cách tiếp cận của các cơ quan liên bang đối với tiền tệ kỹ thuật số. Nhóm công tác của Tổng thống về thị trường tài chính cũng đã khuyến nghị vào cuối năm ngoái nên trao quyền cho Bộ Tài chính đối với các stablecoin nếu Quốc hội không thông qua luật quản lý chúng. Mặc dù Ethereum đã hoàn thành thành công đợt nâng cấp được mong đợi nhiều vào thứ năm, nhưng hiệu suất giá của tiền điện tử lớn thứ hai này vẫn liên tục đi xuống hậu Demos. Nguyên nhân đằng sau hành động giá đảo nghịch này được cho là đến từ SEC Hoa Kỳ. Chủ tịch SEC Gary Gensler đã đưa ra nhận xét chỉ vài giờ sau khi Demos được hoàn thành rằng các loại tiền điện tử đang sử dụng cơ chế staking có khả năng là chứng khoán. Chủ tịch của SEC nói rằng ông không ám chỉ bất kỳ tài sản kỹ thuật số cụ thể nào. Tuy nhiên, thời điểm đưa ra tuyên bố của ông ấy khiến nhiều người tin rằng SEC đang theo dõi ETH với con mắt nhạy bén hơn bao giờ hết. Các bình luận cũng làm tăng mức độ lo lắng vốn đã cao về tương lai của các quy định về tiền điện tử. SEC đã gây khó khăn cho tài sản kỹ thuật số trong năm nay và nhận về chỉ trích bởi hành động pháp lý của mình. Nhưng đây không phải là cơ quan duy nhất đang tìm cách trở thành cơ quan có thẩm quyền chính đối với tài sản kỹ thuật số. Cùng với Gensler, chủ tịch Brustin Behan của CFTC cũng sẽ xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp vào thứ Năm, ngày 15 tháng 9. Ông chỉ ra rằng, ủy ban của ông cũng đã hoạt động tích cực trong việc trấn áp tội phạm và hành vi sai trái liên quan đến tiền điện tử. Thông báo, điểm thưởng COV của CryptoLeague.vn chính thức được khai thác thông qua tính năng Click and Earn. Chỉ vài thao tác đơn giản trên website, quý khán thính giả đã có thể tham gia nhận thưởng mỗi ngày cùng với chúng tôi. Đồng thời, mini game xe say mê nhận quà cực phê vẫn đang diễn ra sôi nổi với các phần thưởng quan trọng là CLV và các NFT. Thông tin chi tiết, các bạn vào bài viết hướng dẫn tham gia mini game cùng CryptoLeague.vn dưới phần mô tả và bình luận. Trân trọng cảm ơn. Sau khi chuyển sang Group of Stake thành công, nguồn cung cấp mã thông báo của Ethereum vẫn đang tăng lên đáng kể. Theo dữ liệu từ Ultrasound.money, vào ngày 17 tháng 9, nguồn cung cấp mã thông báo của Ethereum đã tăng 418,88 ETH. Mặc dù trước đó, chỉ số này đã giảm 248 ETH trong vòng 12 giờ kể từ khi nâng cấp. Một số người nghĩ rằng việc chuyển từ Group of Work sang Group of Stake ngay lập tức sẽ dẫn đến hệ thống tiền tệ của Ethereum trở nên giảm phát. Tuy nhiên, hệ thống giảm phát được đặc trưng bởi mức cung tiền giảm dần theo thời gian. Nếu xét trên tổng thể về các yếu tố liên quan đến Ethereum, Group of Stake vẫn đang thực hiện tốt mục tiêu giảm nguồn cung của nó. Trước khi Demos, tổng nguồn cung của Ethereum đã tăng khoảng 4,62% một năm. Sau khi hợp nhất, lượng phát thải hàng năm của ETH giảm xuống còn khoảng 0,49%. Tuy nhiên, chi phí giao dịch khác nhau tùy thuộc vào số lượng người hoặc thuật toán đang sử dụng blockchain tại thời điểm nào. Tổng nguồn cung của ETH sẽ tăng bất cứ khi nào các giao dịch Ethereum có phí gas từ 15 gray trở xuống và giảm nếu chúng yêu cầu 16 gray trở lên. Cần nhắc lại rằng, mặc dù nguồn cung cấp mã thông báo của Ethereum đã tiếp tục mở rộng sau Demos, nhưng việc giảm phát hành là đáng kể. Nếu không có sự chuyển đổi Group of Stake, nguồn cung sẽ tăng hơn 20.994,04 ETH thay vì chỉ 418,88 ETH. Sau sự thành công của Demos của Ethereum, sự chú ý hiện tại hoàn toàn đổ dồn vào Cardano và đợt Half for Vasil sắp ra mắt của nó. Bản nâng cấp này được xem là bước đệm để thực hiện quá tham vọng áp dụng toàn cầu của Chain bằng cách cho phép khối lượng giao dịch cao. Ban đầu, Vasil được lên kế hoạch phát hành vào ngày 29 tháng 6, nhưng nó đã bị trì hoãn khi team phát hiện ra lỗi và thay đổi cách tiếp cận nâng cao được kích hoạt bởi sự sụp đổ của Terra. Vào đầu tháng 9, Input Output IO đã xác nhận ngày triển khai là 22 tháng 9. Tính đến ngày 15 tháng 9, có 98% quá trình sản xuất block được thực hiện bằng phần mềm đã cập nhật. Có nghĩa là các nhà phát triển Stakepool, SPO, đã hoàn thành việc của họ. IO đã chia các sàn giao dịch thành top và các loại khác dựa trên khối lượng ADI mà họ xử lý. Tổng cộng trên cả hai hạng mục, 21 sàn giao dịch đã sẵn sàng. Giám đốc điều hành MicroTerritory tiếp tục nêu lên quan điểm ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với Bitcoin. Lần này, liên quan đến việc chuyển giao giá trị của Bitcoin và các tài sản vật chất như vàng, cổ phiếu công ty hoặc vốn chủ sở hữu và bất động sản trong hội nghị tiền điện tử Úc. Ông chỉ ra rằng các tài sản truyền thống như vàng với số lượng lớn và đất đai gần như không thể chuyển tiếp. Saylor nhấn mạnh thêm về chi phí bảo trì và thuế cao liên quan đến việc sở hữu và thừa kế tài sản vật chất trong thời gian dài.
Điều này không tồn tại trong trường hợp của Bitcoin. Căng thẳng địa chính trị trên toàn thế giới cũng đã xác định loại tài sản mà người ta sẽ được phép chuyển qua các khu vực pháp lý. Doanh nhân này nhắc lại rằng mạng Bitcoin đã không bị tấn công trong hơn 13 năm và hiện là mạng an toàn nhất trên thế giới. Lưu ý cuối cùng, Saylor nhấn mạnh các nâng cấp thường xuyên được thực hiện trên mạng Bitcoin để làm cho nó nhanh hơn và an toàn hơn. Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đã hợp tác với nền tảng kỹ thuật số Stadio Plus để tham gia Decentraland Metaverse. Cả hai sẽ phát triển các lô đất ở quận Vegas City, một thị trấn tiệt tùng kỹ thuật số trên Decentraland. Động thái này nhằm thu hút sự chú ý của thế hệ Z, những người tham gia tích cực nhất trong không gian Metaverse. Ông Stephen Ibbotson, trưởng bộ phận nhận quyền và cấp phép của La Liga cho biết tổ chức đã tìm cách đổi mới bản thân và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ trong và ngoài sân cỏ. Đáng chú ý, đây không phải là bước đi đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha vào Metaverse. Vào tháng trước, FC Barcelona và Real Madrid đã bắt tay nhau nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Metaverse chung để cung cấp cho người hâm mộ các sản phẩm như trò chơi thực tế ảo và phần mềm quản lý giao dịch tiền điện tử. Solana từ lâu đã được biết đến như một blockchain cạnh tranh với Ethereum, với nhiều tính năng nổi trội như tốc độ giao dịch nhanh và phí gas rẻ. Tuy nhiên, tình trạng nghẽn mạng liên tục đã khiến Solana dần mất điểm. Vì vậy, Nitro, giải pháp Layer 2 đầu tiên của Solana, đã chính thức được công bố phát triển để giải quyết vấn đề này. Nitro là giải pháp được phát triển bởi Skylab, một công ty crypto được thành lập bởi Goldman Sachs và Robinhood Market Inc. Nitro sẽ đóng vai trò Layer 2 của Solana, kết hợp giữa khả năng thực thi mạnh mẽ của Solana với cộng đồng và các developer đang phát triển mạnh mẽ trên Cosmos và IBC. Ngoài ra, Nitro cũng được hỗ trợ cho người dùng truy cập qua các ví Solana như Phantom, đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch và dễ dàng. Theo thông báo, dự kiến Nitro sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào đầu năm 2023. Lumos Digital Mining đã chính thức trở thành nhà máy khai thác Bitcoin BTC chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên ở Nam Úc nhằm mục tiêu hạn chế lượng khí thải carbon của Bitcoin. Angelo Condilat, một quan chức của Lumos Digital Mining, tuyên bố rằng trung tâm có tiềm năng khai thác ít nhất 100 Bitcoin trong một năm, nhưng số lượng phụ thuộc vào khả năng cung cấp điện. Ông cho biết tại một số điểm, công ty có thể lấy điện từ lưới điện chính nếu có nhu cầu tăng cường sản xuất. Bên cạnh đó, công ty cũng khuyến khích các thực thể khác quan tâm đến việc tận dụng năng lượng mặt trời để tham gia vào khai thác Bitcoin. Trong một diễn biến khác, hoạt động khai thác Bitcoin đã bị chỉ trích vì tiêu thụ năng lượng quá mức và đi ngược lại các nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương. Để đối phó với phản ứng dữ dội, nhiều nhà khai thác đang tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo để khai thác tài sản, và Lumos Digital Mining là một điển hình như vậy. Vốn hóa tiền điện tử toàn cầu vào lúc 18 giờ chiều nay không chênh lệch so với cùng giờ ngày hôm qua, đang ở mức 1.000 tỷ đô la. Bitcoin đang ở mức 19.857 đô la, giảm nhẹ 0,2%. Ethereum trao đổi tại 1.425 đô la, tiếp tục giảm mạnh 3%. Binance Coin giao dịch tại 276 đô la. CryptoLiveVN xin cảm ơn CRVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau.